như thế kia kìa, về nuôi một cái nào nó sẽ lớn luôn. Đấy, như con đó đó. Đấy. Chứ còn... Nhìn hồ bảo ấy, nhìn như lạc đá đấy nhỉ? Cưới đi, cưới kiểu lạc đá đấy. Coi đấy, 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 bảo anh ấy xuống. Thôi, đê xa. Thôi, ăn váy đấy, ăn váy đấy. Được đấy. Nhìn thích mắt luôn. Ôi, phát này chơi thôi. Chơi tất tay. Tất tay. Phát này chơi tất tay. Ok, hello, chào các bạn nhá. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của Sơn Châu Phi. Ui giời ơi, vào cái trang trại này đúng thật là mắt chưa mồm chưa luôn các bạn ạ. Được gọi là đẳng cấp. Chuồng trại xây đẳng cấp đẹp luôn nhờ. Ui giời, nhìn này. Đây là chuyên là về lợn, bò, dê, cừu. Ui giời, này nhìn này. Ui giời, đẳng cấp nhờ. Bây giờ đi vào đây vào lợn đó. Chữa đây, chữa đây. Nhờ, chữa bụng to nhờ. Thịt nhờ. Ui lợn, ui, lợn ui, này như này. Lợn phải thế này. Vãi, vãi. To nhờ. Ui, con lợn này to nhờ. Em Quy đứng đây. Vào đây. Ui. Chí. Con này để lên khác gì lợn rừng. Con này như con bò, con lợn đâu. Đây này, lửa đấy, bắt được con này. Đây. Lửa đẹp đấy. Đẹp nhỉ? Này. Con này để xem con mà đây. Ui giời ơi, con mà đây. Hả? Được à? Được cơ. Ui giời. Nhìn ngoài to lắm, nhìn trong ánh nhồ nhỉ. Ui, đẹp nhỉ? Đẹp luôn nhỉ? Đây này, Linh này, con này chữa đấy. Ui giời ơi. Con này đang chữa nhỉ? Ủa? Cái này phải lợn không lợn con to ấy. Con lợn sao nó có 6 vú nhỉ? Đây này, mời đè vào đây này. Đây à? Ô, mời đè này. 8 à? Hả? 6 con. Đè 6 con. Ở đây thì ít hơn nhỉ? Ít nhưng mà giống cái đẹp này. À, lợn này là 14 vú. Lợn này 14 vú. Ui, Linh này. Đây này. Mới đẻ chứ. Đây này. Nhìn đáng yêu không này. Nhờ. Kinh nhờ. À cái con tu đi ở mà. À có lanh đẻ là phải ấy lanh luôn đúng không? Bẻ lanh. Là phải bẻ lanh luôn. Chứ không là nó sẽ bị ấy đúng không? Úi giời lợn nhờ. Đẹp nhờ. Con này đẻ được mấy con này? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Đẹp nhờ. Chí ơi, lớn nó mà to đi được hề. Lanh này, dụng. Con này đẳng cấp này nhờ. Để lấy cái điện thoại ra quên nè. Con này đúng là con đực mạnh nhất đàn đấy. Đúng là con đực mạnh nhất đàn nha. Đây anh em mình vừa mới từ tỉnh Ben đi lên trang trại này nữa là cách 100 cây nha các bạn nhá. Từ chỗ Ben lên trên này là 100 cây. To lắm. Tầm đó, vì đi đường rừng cũng hơi lâu. Từ ngoài đường bên ngoài đi vào đến trong cái đường rừng này phải mất 20 cây đường rừng. Đường trang trại. Đấy các bạn nhìn xa xa kìa, đồi núi à. Đấy gặp gành không kìa. Đấy nhìn kìa. Đấy. Kia là anh em mình tính là đợt tới là cũng làm kiểu sa mạc nhân tạo để cho kiểu mọi người du lịch sang bên này đấy. Đấy. Nha. Nhìn nhìn trông đúng là như trong phim ảnh luôn nhưng mà ngoài đời thực ấy. Đẹp thật đấy. Con này là được khoảng tầm mấy tháng rồi anh Hùng nhỉ? Con này này con này. Hả? Dí chục ngày to đấy á. Đấy, hơn tháng rồi. To nhỉ. À, ra bút được sấy. Lợn. Được đấy. Đúng rồi. Vâng. Vâng.
thế là được anh nhỉ. Nhưng mà nếu mà lợn không, nhưng mà lợn nhỏ quá là tách mẹ sớm quá là cũng không tốt như sao. Cái này thì phải về hỏi một số chuyên gia về lợn. Đấy, nếu mà mình như thế kia kìa, về nuôi một cái nó sẽ lớn luôn. Đấy, như con đó đấy. Chứ còn nhìn hồ bảo ấy. Tiêu xi à? Tiêu xi à? Đấy, nuôi tấm này. Đấy, đẹp chưa? Đây, đây các bạn. Phóng viên Tiến Tuti thường trú ở Angola. Đây là gọi là lợn cắp lách. Tiến lợn ri. Phải mua lợn đực với mua đây này. Con lợn dài không? Đẹp nhá. Không, con lợn đực. Đẹp nhá. Ô con phúc này, con phúc này. Nó là kẻ nó vậy. Hả? Hân phục ra đây. Ồ, hân nở nhà, hân canh nhở. Con cái. Đâu, đâu, đâu. Ngừa, ngừa lên mà. Cái, con vú mà. Đẹp nhở. Nhìn, chắc chắn. Khỏe đi. Con lợn nhìn chắc chắn rất. Khỏe đi, khỏe đi. Nó là. Cầm bụng ấy. Cầm đây. Đâu, đưa cái. Cái. Đẹp nhở, nhìn chắc lạch luôn. Ui, nhìn cái đầu này, béo mút luôn này. Béo mút đầu luôn. Con này được ấy, giống này được ấy. Đẹp. Đẹp hơn cái chỗ bên kia. Nhưng mà đây ít, đây được ít lắm. Không, còn chỗ khác nữa. À, chỗ khác đấy. Đẹp nha. Mình là mình sợ lợn nó hút lắm ấy. Đấy, đặt luôn, mình đặt luôn. Mua tụng rèn luôn. Esse mais um menu quanto quilo? 300, vai chegar. Chờ luôn đấy. 200 tạ. Mua dòng lớn thì đẹp này. Con lợn bố này khoảng tầm trên 2 tạ các bạn ạ. Con lợn này này. Loài này thì to. À, loài này thì mua được cái đâu. Tầm nữa là mua được cái đâu. Trông trông nhỏ nhỏ thế này. À, là lợn lợn của chỗ khẳng này. Đâu vai fazer naquele que tá mamado daquele lá. Yeah. Nós quero a tipo 50 cái con lợn con mà được hơn 1 tháng mình vừa bế lên ấy. Con đấy chắc lịch luôn, nó phải rơi vào khoảng tầm 7 cân. 7 cân một con ấy. Làm quy mô nhỉ? Làm vào đến đây nhìn quy mô thoáng đãng như thế này, nhìn cảm giác nó máu trong người nó lại sôi sùng sục các bạn ạ. Thích đấy. Con này phải tầm hơn chục cân nhỉ anh Quý nhỉ? Chưa. Không, chắc lắm, em vừa bế con kia kìa. Lớn chắc lắm. Lớn này chắc thịt thật đấy. Lợn này chắc cực luôn. Chắc thịt cực kìa. Nó bảo rơi từ 10-15 cân rồi. Đấy. Chắc lắm. Lợn này chắc được. Lợn thì con đực đi biệt mấy. Con này hơn 200 cân, con đực mạnh nhất đàn này các bạn. Nuôi cho nhập siêu thị ngon luôn. Con này chắc nhập siêu thị đấy chứ. Chứ lớn này ngoài chợ làm gì có. Làm gì có. Không, nhập cho bọn ta liều. À. Ta liều. Lò mổ đấy. Bắn thịt tươi. Kêu, hỏi cực kêu nữa nhỉ. Hỏi thử xem là gom được bao nhiêu con. Chắc là 50 là mình đặt. Đi sang bên kia. Ovelha cầm anh ra đấy. Kêu kêu. Không, nhưng mà ui, trang trại của anh này anh em mình đi mà làm bài bản thật đấy nhở. Đi rất là nhiều chỗ rồi nhưng làm bài bản nhìn thích nhở. Anh này là đầu tư rất là quy mô. Có chuồng cừu này, có chuồng à giống như bù bé đâu. Là chia không giống đi thì giống đi mình nuôi không? Khó nuôi lắm. Khó nuôi. Mà dê ngoài trời thích ăn gì có hơn. Trang trại này họ cũng trồng dê đồi núi ấy. Thu hoạch bắp mấy cả thu hoạch họ hay cho nó ăn những cái hoa ngô ấy, cái gì đúng không? Thấy vừa nãy bảo đây đúng không? Dạ. Yeah. Cái hoa ngô anh biết rồi này. Gọi là cái mày ngô à? Mày đúng ngô nhỉ? Thì mấy cái này ăn có bổ có nữa gì đâu. Ừ thì ở đây chất đâu. Chỉ thế thôi. Hả? Kiểu này chắc là cân. Đây kêu các bạn này. Đây kêu. Nó bắn từng cặp. Một cái là như một cặp mà to như kia là 100 này.
Ui. Để về mình nhân giống, nhân bán kiểu giống giống săn. Một được một cái. Một cặp là trăm à? Cada 50. A 50. Qua, wow. Vừa vừa được thôi. Nuôi vừa vừa thôi. Đang trêu mấy anh nuôi cừu này có cho nó ăn thịt không? Nuôi lợn để lấy thịt, nuôi cừu để. Nhưng mà lợn lợn ở đâu rồi nhỉ? Bò của con này là xem con bò của hẳn hay nhỉ? Đây bò trắng nhỉ? Bò lì nhỉ? Ờ cái dòng bò này là cái ông mắt chột hôm nay. Vâng. Đi lăn qua tới. Vâng. Ông đấy ông có nhiều lắm. Ô, sao lại bò trắng nhỉ? Giờ mình nhìn thấy đây. Bò này như kiểu họ đưa giống này từ bên không biết đâu vậy. Biết là bò gì nhưng mà nó bò màu trắng nhỉ? Ờ. Ngựa này mới đẹp đẳng cấp này. Ngựa này mới đẹp này. Ngựa đây mới đẳng cấp này. Ui trời, cái trang trại này nhìn quy mô, nhìn thích thật đấy các bạn. Nhìn thích nhỉ. Hay tí hỏi em có bán trang trại không? Bò Nam Phi ấy. Kinh nhỉ. Hả? Hay mua trang trại. Mua luôn. Ui, đẹp chưa? Trời, bạch mã đấy. Hả? Cốm mấy của mình thì đẹp nhờ, lông đẹp nhờ. Này các bạn nhìn này. Lông con này là lông. Ui. Quay đi cho đây. Ui trời, cái bắp chân đấy kia mà nó sút cho một sút thì thôi ấy. Mình ngựa đẹp nhờ. Nó đạp cho một đạp nữa thì thôi. Đang ở Australia tìm ngựa nha các bạn. Ở Australia có bò sữa này. Đây là con ngựa mà. Ngựa này. À đây con bò chứ, đây con bò chứ. Bò sữa đấy. Ờ đúng rồi, đây con bò. Thời tiết ở Australia thật là đẹp. Quá đẹp. À. Ui. Thế bò Australia. Anh em đang đi xem trang trại xem có liệu có mua luôn trang trại không. Nhìn trang trại đẹp quá. Nói chung đẳng cấp. Đẳng cấp. Ôi, không đi điện về cho Tâm hỏi lắm. Ui. Vâng, đi vào đây thì mới đúng. Đi vào đây mới gọi là chuẩn này. À, Manu. Bò này chắc là bò giống Nam Phi không nuôi thôi đấy. Biết vì sao họ không bán không? Chứ không phải nuôi thịt đâu. Anh em mình đang hỏi mua nhưng mà họ không bán. Vì cái giống bò ở bên này ấy, họ bán ở trong các siêu thị ấy. Họ gần như là ký hợp đồng kiểu như là độc quyền luôn ấy. Nhiều khi có phải là bò này là bò gì à? Bò gì mà thịt mà đắt rồi. Đấy. Bò gì nhá? Mấy chục nghìn một cân ở trong bán trong siêu thị đấy. Bò cô bê hay khoái nghe? Không, đây không phải bò cô bê đâu. Ở bên này hay ăn bò toàn zin với các thứ thôi. Toàn bò trắng không này, ảo thật đấy. Bản thằng vô mồm bò lắm mà. Ai à, Linh lên cưỡi bò đi. Cưỡi đi. Thôi, anh chơi đâu. Ôi, nhìn như lạc đà này nhỉ. Cưỡi đi. Cưỡi kiểu lạc đà đấy. Coi hút đấy, bảo anh ấy xuống. Thôi. Cô sẽ đê xa đi. Thôi, hẳn vậy đấy, Ê, nhìn được ấy nhỉ? Ui, có tên này. Mr. Bò. Tôi xin giới thiệu tôi là Mr. Bò. Kinh nhỉ, còn bò thích nhỉ? Đúng. Bánh gran. Thịt nè. Bò ơi, nhìn bò như bò ấy nhỉ? Mình là bò cả. Kẹt chân thôi. Ok, chân thôi. Đè chân nó sắt đây. Đây, đây này, tên đây này. Run à nhá. Mr. Bò. Đẳng cấp nhỉ? Chuẩn đấy. Kinh nhỉ? Ở đây làm chuẩn nhỉ? Đây là bài bản nhìn đẹp luôn nhỉ, à, mướt luôn. Con nó cắp sách xuống dưới này anh dẫn đi học tầm. Thật đi chứ đùa đâu. Chứ đùa đâu. Đưa sách vở lên đây mà viết đi. Đây, lên đây mặt chữ A, mồm chữ O ngay. Con nào con đấy. Ở đây ở đâu nhỉ? To. Dombi ấy. Dombi Grandi. Dombi Gu. Thôi ta đi xem lần nhỉ. Vào outro coisa? Vamos no aeroporto. Thế nào? Giới thiệu với các bạn đây là ngô cho bò ăn nhé.
Thì bây giờ Quang Linh đang thưởng thức này để xem là thử xem là cái chất lượng ngô ở bên này như thế nào. Mà tại sao con bò nó ăn ngô mà nó béo như thế kia. Để xem là ngon. Mềm ấy chứ. Ngon. Nhá. Như mình đang còn ăn đây là nói gì bò. Ngô là như ngô lép luôn các bạn ạ. Vậy là đây giống khác đẹp đấy. Ở đây được nhiêu nó to hè. Ở đây này. Đây, đây này. Đây này. Chú đến mèo. À ấy? Sẽ mèo. Đúng không? Đây. Cái lên mà có mối lìa ôi trua cô rồi mà nó. Hả? Này gom tầm tầm lần này đẹp này về đè luôn. Về đè luôn này. Lần này mua về đè luôn này. Tầm tháng 2 tháng nữa đè luôn này. Đâu mà ta kì. À cái lo mình nhé. Đấy mỗi chuồng là cho một con mạnh nhất đàn rốt riêng một chuồng. Đấy, chỉ có ăn với cả đến thối thế. lớn chứ mong thối. À nực thai chạy vô hầm. Chạy hầm một mũ. Ui, nhưng mà làm hầm cái làm một mũ. Ui giời. Ui giời, con má mì này được ấy nhờ. Con lợn mạ này. Cái này là khi mà nó nở rồi. Gì ấy? Khi mà thừa. Gì ấy, con lợn xe to này. Thật nhá. Thật đấy, nó đớp ấy. Đấy. Tách ra cả kiểu khi mà đè đấy là làm mấy cái chỗ nhỏ nhỏ như thế này. Khi mà thầy cầm thì nó gần đè rồi mình đưa vào đây. Kiểu như che là... rồi là bắt đầu bò đèn mà chứ mà. Ui, đây này, cả đá này. Mua cả đàn này gom này. Giá này thật tình các bạn ạ. Thật đâu. Con này đang bị kiểu bắt đây này. Bắt làm việc quá sức nhiều quá. Chán này. À chuồng à. Ở đây kiểu mình gom đủ giống rồi nhở. Đây mình gom đủ giống đấy. Sợ mình gom không đủ à, ấy ấy. Đây là chuồng thứ 2 đây. Chuồng tiếp theo đây. 11 con luôn. Đây là 11 con luôn. Ơi. Nhờ. Đẹp đấy. Hay nhờ. Kinh nhờ. Đấy phải xây chuồng riêng như này này. Phải xây như này một để khu riêng cho mẹ nó đẻ chăm sóc. Nhưng mà cái nở hay được uống tự động nhỉ? Ố sao đây có một con ở đây này. Coi được hình như tự động chạm cái là ờ đúng rồi đó. Chạm cái là được hắn ra. Tiết kiệm được. Hay nhờ. Cái kia là cái mồm cứ mút vào bú là nó lưỡi nó liếm ấy. Đúng rồi cái đấy đó. Không biết là luôn đang có bản nhỉ. Đây bà có chừa là tách riêng là hết này. Nhưng mà hồi nãy dọn hàng ngày nhỉ. Không chắc là dọn đấy. Có dọn liên tục đấy. Dọn liên tục mới được chuồng sạch như này, khô như này chứ. Ui dễ Quang Linh ơi. Này Quang Linh ơi. Tầm này gom chắc phải khoảng tầm 100 con, 200 con thoải mái. Hơn 200 con. Nhìn này. Kinh chưa? Kinh chưa? Đẹp này. Hôm nay nó bảo là một con được hết này được khoảng tầm 200 con. Được đấy. Nhìn thích mắt luôn. Ôi phát này chơi thôi. Chơi tất tay. Tất tay. Phát này chơi tất tay. Một là dân bản là ăn thịt lợn cả ngày quanh năm suốt tháng. Hai là mình hai là lên người thật đi về ngành lợn Angola đừng có đùa thôi mai đổi tên nick Facebook Tiến Lợn Quý Linh Lợn Quý Lợn luôn mai đổi tên Facebook dần đi chứ gọi dần cho nó quen. Bây giờ bên kia xa kia các bạn gà ấy. Nhìn thấy là kia là bên trang trại gà các bạn gà. Nuôi gà siêu trứng. Mà chứ lên để nhìn hiện tại là mặt hề thịt nhỉ. Thịt thì... Hiện tại là gà là đang đợi lứa hấm mà. Hấm mà. Đây như trước mắt là vệ xây cứ xây như thế này. Đi đây đi đó mới biết được là cái đầu óc của mình nó kiểu nó đến thế đấy. Nó đến thế thôi. Nó đến thế đấy. Giờ mới đi ra ngoài nhìn nó đây này, kiểu nó hệ thống
bẻ phốt bẻ phiếc để lấy phân đúng rồi nuôi trồng trọt các kiểu này. Không, như bây giờ ở Việt Nam ấy là nuôi ở trên hết, bể phốt ở dưới. Bây giờ xây cao cao như này này, rồi cho lợn ở trên này, bể phốt là cất cái gì là nó trôi dưới. Không, nhưng mà nó phải tách ra như này nó đỡ bị ấy chứ. Xinh. À đúng rồi, hẳn mấy để tách ra như này này, trôi ra đây này. Như cái bể phốt nhà vệ sinh mình á, cọ nửa một bên phân một bên mà. Có nghĩa là để đẩy ra xa ấy, để cho nó đỡ bị nhiễm bệnh ấy. Tốn đi á. Đâu cái bể phốt thường chạy từ đây này, chạy quanh quanh đến này. Đây này, chạy xăng, chạy ra. Để trôi phân ra đây. Đây là phân này mà đổ cấy nữa thôi này. Ừ. Anh phải phơi cho nó ải ra, anh đổ vào cây là chết luôn. Ờ, vớt lên phơi trồn về một cưa hoặc là ấy chứ. Ui, đây này, cái ống nó to này mà các bạn này. Ống to. Đây. Ống 300. Đấy, ở trong kìa, ống to đùng luôn. Em sợ hơn ấy. To đùng ấy. Đấy. Phía 30 đúng không? Nước thì chảy đi, còn phân đọng lại thì mang lên trên này là để cho nó ải ra nhỉ, để bán chuyển về trên trang trại bón. Cái nước khoan hết mấy chứ lấy nước suối ai lại chơi được đây. Mấy cái bể là mấy cái bính này, cứ 15.000 lít vô mà cho xịt vậy chứ. Khoan. Khoan không khoan cái loại ống to như giếng bơm tay ấy. Căn bản là cái máy hút lên thôi. Cái máy hút lên bể thôi. Đây này, như bình này là 15.000 lít này. 15.000 lít đấy. Như bình này 15.000 lít này. Đây, bơm lên đây này. Đây này. Đây chứ. Bơm lên đây này. Đây chứ. Xả xuống à? Đây là xả xuống à? Đây, đây là bơm. Đây là xả xuống này. Bơm lên đâu? Đâu? Đó. À, đây là bơm lên. Cùng bơm loại 300.000 đấy mà. Đây là xả vào trong lên này. Cái khoan bơm máy này 300.000 cái mà. 300.000 cái. Anh Phương khoan không? Bơm ở ngay đó. Không thể được. Không thể được. Rồi. Đấy. Anh em mình đi từ lúc mặt trời mọc và đến bây giờ là lúc mặt trời lặn. Đi đây đi đó mới học được kinh nghiệm nhiều như này chứ đùa. Sau khoảng gần 12 tiếng đồng hồ đi tham khảo các trang trại ở tỉnh Bengala này thì cho tôi hỏi là anh Ninh có cảm nghĩ gì? Giờ về ủ mưu đó. Phải ủ mưu đấy. Giống thì ok rồi ạ. Điển xuống hình như là anh này nó điển cái là anh này thuê xe với gì cấp xuống luôn mà. Không, anh ấy sẽ sắp xếp xe chở cho mình. Mình trả tiền. Chỉ tiền mua lợn riêng và tiền là trả xe riêng. Nhưng anh ấy sẽ sắp xếp cho những cái xe nó quen ấy. Đi đường dài chở lợn thì giữa đường cho ăn cho uống như nào thì họ biết. Anh người Angola nữa. Thui. 500.000 tháng rẻ bèo như đâu. Rẻ bèo. Để mà nói là hơn Việt Nam. Tiếng này, tiếng biết này. Là thuộc thang đó. Là Việt người ta mua luôn. Mua đấy luôn, đỡ phải đánh sang. Thế mới chuẩn. Rồi, ok, chào các bạn nhá. Về ủ mưu đấy nhá, về ủ mưu đấy.